Hồ Ngọc Hà và Thiên Tình Sử tai tiếng với 9 người đàn ông nổi danh Việt Nam. Mặc dù đã yên bề gia thất với Kim Lý, nhưng ít ai biết rằng Hồ Ngọc Hà từng có thiên tình sử dài vô số kể. Sau nhiều mối tình ồn ào thì cuối cùng Hồ Ngọc Hà cũng đã tìm được hạnh phúc bên Kim Lý. Cả hai vừa chào đón hai thiên thần nhỏ chào đời và có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên thì trước khi có được hạnh phúc hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã trải qua một chặng đường tình duyên không mấy êm đềm. Trong suốt nhiều năm gia nhập vào làng giải trí, người đẹp đã 8 lần vướng nghi vấn tình cảm, nhưng chỉ nhận về một kết thúc buồn. Người chồng đại gia vào năm 16 tuổi. Từng có khoảng thời gian mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin về đám cưới của Hồ Ngọc Hà với vị đại gia phố cổ Hà Nội. Ban đầu nữ ca sĩ một mực phủ nhận, nhưng cuối cùng người đẹp đã lên tiếng đính chính rằng năm đó cô vừa bước sang tuổi 17. Dù vậy, cuộc hôn nhân đã nhanh chóng tan vỡ và bản thân nữ ca sĩ không hề thoải mái khi nhắc lại chuyện tình này. Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân, Hồ Ngọc Hà đã nam tiến và có những thành công nhất định. Nhạc sĩ Huy Tuấn. Với sự giúp đỡ của kỹ thuật phòng thu và bàn tay của Huy Tuấn, Hồ Ngọc Hà đã có một sự nghiệp ca hát đầy khởi sắc, dù ban đầu cô chỉ là một giọng hát khàn khàn và mỏng. Nếu chỉ kết hợp trong âm nhạc thôi thì không có việc gì phải bàn cãi, thế nhưng việc cả hai thân mật hơn mức bình thường đã làm dấy lên nhiều nghi vấn tình cảm. Mối quan hệ này cũng được đồn đoán là nguyên nhân khiến cho gia đình của Huy Tuấn cũng lục đục, và sau đó không lâu, những lời đồn thổi về cặp đôi này đã chấm dứt, họ cũng ít xuất hiện bên nhau hơn. Nhạc sĩ Huy Tuấn còn được gọi là người đàn ông dọn đường cho sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà. Huy MC được biết đến là một trong những người thân thiết của Huy Tuấn. Trong suốt thời gian Huy Tuấn làm đĩa cho Hồ Ngọc Hà, anh cũng thường xuyên qua chơi và giúp đỡ cô về mặt kỹ thuật, thanh nhạc. Tuy nhiên, chính việc này đã khiến cho dư luận dấy lên tin đồn Hồ Ngọc Hà là kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc gia đình của Huy MC. Dù vậy, người đẹp đã phủ nhận hoàn toàn về mối quan hệ này, nhưng trớ trêu thay những vết rạn trong hôn nhân của gia đình Huy MC đã dần lộ ra. Và cho đến nay, Hồ Ngọc Hà vẫn bị coi là kẻ thứ ba đã phá vỡ hôn nhân kéo dài hơn 10 năm của Huy MC và Thu Phương. Đạo diễn Trần Lực. Nghi án tình cảm của Hồ Ngọc Hà và đạo diễn Trần Lực nảy sinh trong thời gian quay bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải. Mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà và đạo diễn Trần Lực được xem là bí ẩn. Trần Lực cũng từng chia sẻ anh nhìn Hồ Ngọc Hà có chút đáng yêu, có tố chất diễn và cả vì cô ấy đẹp. Hà trong sáng nghi thơ và thánh thiện trong Thả áo dài, dường như vai cô giáo trong phim được viết ra là để dành cho cô ấy. Ca sĩ Tuấn Hưng. Tuấn Hưng từng nhiều lần chia sẻ thân Thúy Hà là một trong những người phụ nữ quan trọng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên thì sự hy sinh và hết lòng của người phụ nữ xinh đẹp cũng không ngăn được việc anh ra đi sau 3 năm mặn nồng. Và nguyên nhân được nhiều người đồn đoán chính là sự xuất hiện của người thứ ba Hồ Ngọc Hà, chị em thân thiết với thân Thúy Hà. Và sau khi chia tay thân Thúy Hà thì Tuấn Hưng đã hẹn hò cùng Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng kéo dài không được bao lâu thì cả hai chia tay. Cụ thể, nam ca sĩ nghi ngờ Hồ Ngọc Hà ngoại tình và nữ hoàng giải trí đã quyết định chấm dứt với người đàn ông không có sự tin tưởng này. Nhạc sĩ Đức Trí. Không ngoa khi nói rằng sự nghiệp âm nhạc của Hồ Ngọc Hà có những thay đổi lớn kể từ khi gặp nhạc sĩ Đức Trí. Có thể nói album Và Em Đã Yêu ra đời năm 2005 đã gặt hái được nhiều thành công. Cả hai hợp tác trong suy nghĩ và âm nhạc. Dù vậy, sau 3 năm gắn bó thì cặp đôi gây tiếc nuối khi xác nhận đường ai nấy đi vì lý do nam nhạc sĩ vô tâm với cô. Cường Đô La. Ban đầu chỉ là mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La xuất hiện râm ran trên các mạng xã hội, có nhiều ý kiến ngờ vực chuyện tình của cả hai. Mãi cho đến khi cậu con trai Subel kháu khỉnh chào đời, đông đảo người hâm mộ đều hy vọng đó là điểm hạnh phúc cuối cùng của Hồ Ngọc Hà với mái ấm riêng của mình sau không ít truân triên sóng gió. Dù vậy, cặp đôi cũng không giữ được hạnh phúc trọn vẹn và đường ai nấy đi sau gần một thập kỷ bên nhau. Sau khi chia tay, cả hai vẫn là những người bạn tốt, cùng nhau chăm sóc con trai. Chính cách ứng xử văn minh này đã khiến cho cả Hồ Ngọc Hà lẫn Cường Đô La nhận được nhiều sự ủng hộ từ dư luận. Đại gia Kim Cương. Sau cường đô la, Hồ Ngọc Hà lại tiếp tục dính nghi án hẹn hò với đại gia Kim Cương, CDK. Nhưng đáng chú ý, việc người này đã có gia đình khiến Hồ Ngọc Hà phải đương đầu với sóng gió của chỉ trích dư luận. Một lượng lớn người hâm mộ lên tiếng gọi các thương hiệu, nhãn hàng dừng sử dụng hình ảnh của nữ hoàng giải trí để quảng cáo. Và thế là Hồ Ngọc Hà đã bị cắt hình ảnh cho các nhãn hàng quảng cáo ấy. Và theo một số nguồn tin, cuộc tình của Hồ Ngọc Hà cũng chỉ kéo dài được không bao lâu. Đại gia Kim Cương đã trở về với gia đình, chấm dứt mối quan hệ chóng vánh và ồn ào với nữ hoàng giải trí. Diễn viên Kim Lý. Sau 8 mối tình đầu trắc trở thì cuối cùng Hồ Ngọc Hà cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình khi công khai mối tình với Kim Lý vào tháng 11 năm 2017. Đến nay đã hơn 3 năm, cả hai vẫn giữ vẹn được những cảm xúc của thuở mới yêu. Và cả hai cũng vừa chào đón cặp song sinh đáng yêu. Có thể nói đã có quá nhiều từ ngữ hoa mỹ dành cho cả hai, bởi sự thật họ vô cùng đẹp đôi. Một người là nữ hoàng giải trí, một người là nam thần lịch thiệp và có sự nghiệp ổn định. Chúng ta hãy cầu chúc cho nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà có hạnh phúc viên mãn và thăng hoa trong sự nghiệp. Nguyên Vũ công khai xin lỗi Trương Thế Vinh vì ăn hiếp, cướp công của đàn em, trở mặt suốt 10 năm nay. Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cho ra mắt cuốn sách nhạc kỷ niệm 20 năm sáng tác với nhiều người thân thiết, trong đó có rất nhiều ca sĩ từng trình diễn các bài hát nổi tiếng như Nguyên Vũ, Khánh Ngọc, Trương Thế Vinh, Hồ Quang Hiếu. Đáng nói, trong sự kiện đặc biệt này, nam ca sĩ Nguyên Vũ đã tiết lộ việc anh từng cướp bài hit của Trương Thế Vinh do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Vụ việc tranh cãi bài hát này đã khiến cho hai ca sĩ cạch mặt nhau một thời gian dài và chỉ mới làm hòa trong thời gian gần đây. Và theo đó, vào năm 2011, Nguyên Vũ đã tham gia bộ phim với ca khúc chủ đề do Trương Thế Vinh thể hiện. Bài hát Từ Khi Em Đến do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Tuy nhiên, vì quá yêu thích ca khúc này, cũng như yêu cầu từ nhà sản xuất, Nguyên Vũ đã giành quyền thể hiện ca khúc từ tay của Trương Thế Vinh. Điều này đã khiến cho cả hai nam ca sĩ không nhìn nhau trong nhiều năm qua. Nguyên Vũ tiết lộ trong buổi họp báo, hai anh em từ đó đã trở mặt nhau. Và chỉ mới cách đây mấy tháng hai anh em mới huề lại. Trương Thế Vinh cũng chia sẻ thêm về quá khứ bị cướp bài hit. Thời điểm đó, được hát một ca khúc của anh Chung là một cơ hội rất lớn, bởi khi ấy tên tuổi của Trương Thế Vinh vẫn còn rất mới. Nhưng được anh Nguyễn Văn Chung cho đến hai cơ hội, ta thật sự cảm thấy không được vui vì một bài hát cứ tưởng mình sẽ được hưởng trọn vẹn nhưng lại phải chia cho anh Vũ. Trước chuyện không vui, ảnh hưởng đến đàn em trong quá khứ, Nguyên Vũ cũng đã công khai xin lỗi Trương Thế Vinh trước đông đảo khán giả và giới báo chí. Thực ra, khi tôi quay bộ phim ấy xong, nhà sản xuất yêu cầu tôi hát. Tôi khi ấy cũng thấy Vinh hát hay hơn tôi, nhưng do tôi thực sự rất thích ca khúc. Lúc đó là cái háo thắng của một con người đang nó ở đà phát triển nên tôi ăn hiếp đàn em một chút. Trước mặt mọi người tôi chân thành xin lỗi Trương Thế Vinh thật nhiều. Trước chia sẻ thật lòng của đàn anh, Trương Thế Vinh đã vui vẻ bày tỏ những điều không hay trong quá khứ. Vì hiểu lầm nhau nên hai anh em đã không nói chuyện và làm lơ khi gặp mặt nhau. Sau bao nhiêu năm, trên hết vẫn là tình đồng nghiệp nên dĩ hòa vi quý. Vả lại Trương Thế Vinh khi gặp Vũ cũng đã chủ động gật đầu chào, vì thế Vũ cũng chủ động xin lỗi. Chúng tôi trân trọng tài năng của nhau, Nguyên Vũ chia sẻ.